ra các bạn. Cái này giữa giữa đồng mà con. Có quên kịp mà. Đây nó giữa đồng có một cái mấy cái chuối. Có bốn cây à anh ơi. Nó ngã, nó ngã, đúng là nó ngã. Đâu anh đổ thừa ai nhổ không. Ngã, nãy thấy nó ngã à, chi nó ngã mà. Đợt này chắc là mơ quá anh kìa. Thôi vậy thôi bừa luôn, anh lại đó anh dựng cây đó lên. Của anh nó không lấp nhiều đâu, của anh vậy nó không lấp đâu anh vừa ơi, lấp ít thôi chứ mấy chỗ này cũng chủng thôi chứ mấy này thì đâu có đúng. Mời anh sửa sửa lại chút nữa là được rồi. Không có anh đặt cái Kubota đã thì chứ cái này nghe nói là giờ không có ai bán tại vì nó cấm cửa khẩu rồi đó, hàng hiếm mấy cái này phải chạy về tới nhà chứ không có để thương trời được. Không có ý em nói là xong là chiều phải về tới nhà chứ không dám để ở ngoài lơi lơi. Cái hàng này hàng quá độc. Ừ.
gieo ở đây chỗ này nè, đất của ổng không lắp được chứ đây tái rồi. Đi thì nghe mọi người nói thì ông này được khen nhiều, được khen đi dài dài mấy cái đồng dưới á, gặp mấy tay dài dài là khen với ông này nè. Anh cũng được cái là làm có cái tâm, anh làm cái tâm cho nên là được. Ô quên đi đó hả? Xong đang nghe miếng nè. Quên của ông đó, quên có luôn mày. Này như người ta làm rồi phải không? Người ta làm rồi. Không mà đường cái lên mà thấy đường nước mà thấy nó quén cái thấy nó mê. Ở dưới nó ngã đó anh, vừa nó ngã của anh tại vì anh bọc, anh không có cột lại, nó bọc gió nó ngã. Này, sớm em thấy tự nhiên sao thấy nó nằm mày chứ mà. Cái đâu ấy, con cột lại không chặt à. Chú đánh đường nước gò nè bà con. Bên kia cánh đang đi về dưới, ảnh kéo lên. Giữa đồng nó có bụng chuối. Chuối xanh. Bây giờ mình vô đây. Thì với anh Kiệt á, được nhiều người bà con khen, anh đánh đường nước rất là đẹp. Tại vì ảnh cũng kinh nghiệm, bà con cầm máy cũng lâu rồi, cho nên ảnh được nhiều khen. Quá đẹp ha bà con, cảnh thôn quê mình. Anh về dưới ảnh mới đánh bọc qua đây. Này người ta chuẩn bị xạ nè bà con. Người ta lên ruộng lên vườn hết rồi. Cái này chắc vài năm nó lên hết rồi. Xa xa đó là chỗ đất dừa, đó là cái công ty mai mặt Thủy Hoàng đó bà con. Vì hiện tại miếng đất này là ở Bình Phước. Anh về. Đây tao lên vườn hết rồi nè. Còn thấy không? Anh chạy cái đường nước à. Cảnh nên thơ hả bà con, đúng là cảnh quê hương mình rất là đẹp. Thì cũng thông qua video này thì bà con nào có nhu cầu mua máy bà con, thì bà con hay đây là số comment thì Cuộc Sống Miền Tây sẽ gửi số điện thoại cho mình, cho mấy anh tài xế này trực tiếp luôn, không cần qua Cuộc Sống Miền Tây. Ví dụ như đây là của anh Kiệt rồi bà con,
anh có thể liên hệ với anh thiết kế cũng được. Máy của anh gọi là chuẩn miền Tây á bà con. Thì ngày hôm qua có quay cái cảnh của anh chuẩn bị chuyển đồng đó bà con. Hay là cận cảnh cái con cào cào của anh Kiệt á. Quá dữ. Thì chuẩn như thế nào thì bà con hãy xem lại một số video. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp. Bà con.